Du lịch Bình Liêu và những điều cần lưu ý khi đến với vùng đất này. Đầu tiên là về địa điểm tham quan, khi đến với Bình Liêu thì nhất định các bạn không được bỏ qua hai cột mốc là 1305 hay còn gọi là sống lưng khủng long và 1297 được mệnh danh là thiên đường cỏ lau. Các địa điểm khác thì có thể bỏ qua vì không có gì đặc biệt, cũng như là đi hai cột mốc kia cũng khá là tốn sức rồi. Hoặc các bạn cũng có thể kết hợp đi thêm cả đỉnh Phượng Hoàng để ngắm cảnh và check-in với nhiều khung cảnh tuyệt đẹp. Đối với cột mốc 1305 thì các bạn nên đi vào buổi sáng sẽ đẹp hơn, chụp ảnh không bị ngược nắng và có thể ngắm được bình minh. Còn cột mốc 1297 thì nên đi vào buổi chiều để có thể ngắm hoàng hôn, check-in với khung cảnh tuyệt đẹp. Về thời điểm thì cuối tháng 10 đến tháng 12 sẽ là khoảng thời gian đẹp nhất, hoa cỏ lau nở rộ và đồng thời đỉnh Phượng Hoàng cũng đang vào mùa cỏ cháy. Về chỗ nghỉ thì Bình Liêu không quá là đa dạng, chỉ có một vài khách sạn nhỏ và homestay nhưng rất hay kín phòng vào mùa cao điểm, vì vậy các bạn nên đặt phòng từ sớm nhé. Hiện nay Smile Travel vẫn đang có tour Hà Nội Bình Liêu, khởi hành thứ 7 hàng tuần. Lịch trình đều có sẵn và các bạn chỉ cần chuẩn bị sức khỏe và một tinh thần thoải mái để đi chơi thôi, còn lại bên mình sẽ lo từ A đến Z nhiệt tình và nhanh chóng. Liên hệ ngay với Smile Travel để nhận thông tin chi tiết về tour du lịch Bình Liêu nhé!